một số bài thuốc trị thủy đậu. Thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm, hay gặp vào mùa đông, xuân. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi hay mắc, với chứng trạng chủ yếu là một trong những nút phỏng. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc chữa bệnh này rất hiệu quả, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây bệnh thủy đậu là do phong nhiệt xâm phạm vào phế qua đường mũi, miệng khi chuyển mùa. Bệnh thường gặp ở phần vị và khí, rất ít khi gặp ở phần huyết. Trẻ lúc đầu có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa. Vài ngày sau xuất hiện những nốt đỏ nổi sau lưng, sau đó lan ra khắp người. Chính giữa các nốt đỏ có một bọng nước gọi là bào chuẩn. Sau 3 đến 4 ngày thì khô đi và bong ra. Nốt này mọc, nốt kia bay. Nếu bị nặng, có thể gây nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, làm viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là một số bài thuốc trị theo từng giai đoạn. Khi tà độc xuất hiện ở vị, loại nhẹ, các nốt thủy đậu mọc rải rác xung quanh màu hồng nhạt, có nốt nhẹ hoặc không sót, ho ít, nước mũi loãng trong. Phép điều trị: sơ phong thanh nhiệt. Bài thuốc uống. Bài 1: thông xị các cánh thang, thông bạch 2 củ, đạm đậu xị 4 gam, liên kiều 8 gam, cắt cánh 4 gam, chi tử 2 gam, trúc diệp 8 gam, cam thảo 2 gam, bạc hà cho sau 2 gam, sắc uống. Bài 2: đại liên kiều ẩm, phòng phang 4 gam, kinh giới 4 gam, hoàng cầm 6 gam, thuyền thái 2 gam, hoạt thạch 8 gam, xích thược 6 gam, cam thảo 4 gam, xài hồ 6 gam, chi tử 6 gam, liên kiều 8 gam, ngưu bàn tử 8 gam, sa tiền 12 gam, mộc thông 6 gam, đương quy 4 gam, sắc uống. Bài 3: sinh địa 12 gam, ngan hoa 12 gam, vỏ đậu xanh 12 gam, hoàng đằng 8 gam, lá tre 10 gam, rễ sậy 8 gam, cam thảo dây 12 gam, sắc uống. Bài 4: tan diệp 12 gam, cam thảo đất 8 gam, lô căng 10 gam, trúc diệp 16 gam, cúc hoa 8 gam, ngan hoa 10 gam, kinh giới 8 gam, bạc hà cho sau 6 gam, sắc uống. Bài thuốc nam: dùng cây cỏ chân việt, họ lúa 300 đến 500 gam, rửa sạch, nấu với 2 đến 3 lít nước, đun sôi 10 đến 15 phút, gạn lấy 200 ml nước uống trong ngày. Nước sắc còn lại để ấm, thêm ít muối, tắm hay lau người. Kiêng kỵ không tắm nước lạnh, ăn uống lạnh và ra gió. Khi tà độc xuất hiện ở phần khí và phần dinh, loại nặng, thủy đậu mọc đầy, sắc tím tối, màu nước đục, quanh nốt màu đỏ sẫm, sốt cao, phiền khát, mặt đỏ môi đỏ, niêm mạc miệng có những nốt phỏng, rêu lưỡi vàng, chắc lưỡi đỏ. Phép điều trị: thanh nhiệt giải độc ở phần khí vận, lương huyết ở danh vận. Bài thuốc uống. Bài 1: phát đậu tán, sinh hoàng kỳ 8 gam, đương quy 4 gam, kinh giới 4 gam, cam thảo 2 gam, cắt cánh 4 gam, phòng phang 2 gam, sắc uống. Công dụng: bổ khí tán độc, nay hỏa độc còn ẩn nó bên trong bị loại ra hết. Bài 2: kim ngân 12 gam, liên kiều 8 gam, bồ công anh 16 gam, sinh địa loại nhỏ 12 gam, xích thược 8 gam, chi tử sao 8 gam, sắc uống. Da giảm: nếu có đau họng, thêm xạ can 4 gam, sơn đậu căng 8 gam, bị phiền táo, da hoàng liên 8 gam, táo bón, da đại hoàng, khát nước, miệng khô, da thiên hoa phấn 8 gam, sa sâm 8 gam, mạch môn 10 gam. Thông bạch và đạm đậu xị là hai vị thuốc trong bài thông xị các cánh thang, trị thủy đậu giai đoạn nhẹ, độc tà xuất hiện ở phần vị. Cắt cánh và kinh giới là hai vị thuốc trong bài phát đậu tán, trị thủy đậu giai đoạn nặng, độc tà xuất hiện ở phần khí và phần dinh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma. Thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tan, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng một năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện ung bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa. Tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công, thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin, thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật, vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết. Kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn. Cũng như tôi, khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết.
nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi an xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây an xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống. Sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây an xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ba ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn, mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên một chén, hai chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ, tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện ung bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái an xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam, vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng một tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng, và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà an xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây an xoa là giải độc gan, viêm, xương tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị uống khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa. Trái của cây an xoa nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng. Cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các
bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới, và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về sắc thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nguy hại chết người, không ngờ từ mướp đắng bạn phải biết. Mướp đắng tuy là món ăn được nhiều người ưa chuộng, nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây nên những nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Từ lâu trong lịch sử, mướp đắng đã được sử dụng như một loại thực phẩm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mướp đắng được tìm thấy ở nhiều vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mướp đắng chống chỉ định nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Hạt mướp đắng có thể gây ra độc tính đối với trẻ em. Mướp đắng chống thụ thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây mướp đắng có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Uống cao quả mướp đắng 1,7 gram trên ngày làm tinh hoàn chó đực bị thương tổn và giảm khả năng sinh tinh trùng. Ở chuột cái, tác dụng chống khả năng thụ thai thượng nghịch. Chuột và thỏ có thai bị xuất huyết tử cung khi uống nước mướp đắng. Thiếu máu tàn huyết. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng tiêu cực mà mướp đắng có thể gây ra. Những triệu chứng thường gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, đau bụng, đau đầu và sốt. Bệnh thiếu máu tan huyết là kết quả của việc thiếu hụt máu do các enzyme không hoạt động được như bình thường. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều mướp đắng, lượng độc tố trong loại rau này sẽ có tác dụng đến chức năng của các enzyme gây hại cho sức khỏe. Tăng men gan. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên dioxin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Ngay cả khi mướp đắng trồng ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau, thì thành phần trong quả cũng có tỷ lệ và sự có mặt của các vi chất khác nhau. Do đó, nếu cây trồng trên vùng đất có nhiễm kim loại nặng, rất có thể trong quả mướp đắng trồng loại vùng này bị nhiễm kim loại nặng mà gây độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ em ăn những món chế biến từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng, chần, khổ qua nước sôi trước khi chế biến, nấu nướng. Người không nên ăn mướp đắng. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dạng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên dioxin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Người mắc bệnh tiêu hóa. Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề về dạ dày. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé.
vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Reset cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. Trĩ là căn bệnh thầm kín gây nên tình trạng phình tĩnh mạch ở xung quanh hậu môn. Bạn có nghĩ rằng có thể chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả được không? Nếu được thì nên lựa chọn phương pháp nào? Có rất nhiều cách chữa trị trĩ, nhưng cách chữa bệnh tại nhà được nhiều người lựa chọn vì nó giúp người bệnh tránh được tâm lý e ngại đối với căn bệnh khó nói này. Khi trĩ mới bắt đầu khởi phát hoặc còn ở giai đoạn nhẹ thì bạn vẫn có thể chữa trị tại nhà, vẫn cho hiệu quả mà không cần đến sự can thiệp quá nhiều của thuốc tây y hay phẫu thuật. Chỉ bằng những hành động đơn giản là giữ gìn vệ sinh vùng hậu môn thoáng mát sạch sẽ, chườm đá lạnh vào hậu môn hay tránh mang vác vật nặng, bạn cũng có thể đẩy lùi đáng kể tình trạng bệnh của mình. Bên cạnh những hành động thiết thực trên, bạn cũng có thể áp dụng một vài bài thuốc chữa bệnh trĩ từ dân gian để làm cho búi trĩ, như xông lá diếp cá hay đắp nước từ lá thiên lý non đều cho hiệu quả tốt lắm nhé. Chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. 1. Những việc bạn nên làm để đẩy lùi bệnh trĩ và ngăn ngừa nó tái phát. Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn sau khi đã tiện xong. Tốt nhất bạn không chỉ dùng giấy lau mà nên rửa sạch vùng hậu môn bằng nước ấm. Không nên dùng xà phòng có chứa chất thơm hoặc thuốc nhộn để rửa hậu môn. Để làm sạch vùng hậu môn, bạn nên nhẹ nhàng rửa chứ không được chà mạnh gây kích ứng vùng hậu môn và các búi trĩ làm cho nó bị sưng lên. Biện pháp này giúp tránh làm cho bệnh trĩ nội và trĩ ngoại thêm tồi tệ hơn. Khi bệnh trĩ gây ngứa và đau đớn, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau. Tắm ngồi trong bồn khoảng 15 phút với nước ấm, nhất là sau khi đi cầu để máu được lưu thông tốt với các tĩnh mạch trĩ. Chườm đá vào vùng hậu môn để giúp giảm đau và sưng tấy hậu môn.
Mỗi lần thực hiện khoảng 10 phút. Bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày. Và sau mỗi lần kiềm đá thì nên đắp khăn ấm lên vùng hậu môn. Sử dụng thêm một số loại thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ để làm giảm cơn đau và sưng tấy của bưu trĩ. Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi tại giường, bạn nên nằm nghiêng hoặc nằm sấp và kèm một cái gối dưới hông, giúp làm giảm áp lực cho các tĩnh mạch trĩ và giúp giảm sưng tấy. Nếu là thai phụ thì bạn nên nằm nghiêng để lưu thông máu tốt. Mặc quần thoáng mát, rộng rãi để tránh đái quần cọ và vùng hậu môn và bưu trĩ. Không mang bát vạt nặng hoặc ngồi lâu một chỗ sẽ làm tăng áp lực lên tĩnh mạch trĩ. Tránh ăn những thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, tiêu. 2. Một số bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ. Ngoài những việc làm trên thì bạn có thể tự điều trị bệnh trĩ bằng một số bài thuốc dân gian dưới đây. Chữa bệnh bằng lá diếp cá. Lá diếp cá có công dụng rất tốt với người mắc trĩ. Bạn có thể sử dụng lá diếp cá để xông hay đắp bưu trĩ đều tốt. Cách 1. Lá diếp cá rửa sạch, giã nát. Sau khi rửa sạch bưu trĩ bằng nước muối pha loãng thì đắp bã rau diếp cá vào bưu trĩ và băng lại. Cách 2. Ngoài cách trên thì bạn có thể nấu nước diếp cá và xông bưu trĩ khi nước còn nóng. Để đến khi nước nguội thì dùng nước này rửa sạch lại bưu trĩ. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý non. Lá thiên lý non 100g đem giã nhỏ với 10g muối ăn. Bạn cho thêm 300ml nước lọc vào hỗn hợp trên, khuấy đều và lọc qua miếng vải mùng. Dùng nước này rửa bưu trĩ hoặc thấm vào một cái bồng gạc và băng vào bưu trĩ. Mỗi ngày bạn có thể làm 1 đến 2 lần. Sau vài ngày sẽ có kết quả tốt. Chữa bệnh trĩ bằng các bộ phận của cây sung. 1 đến 2 quả sung nấu lên hoặc ăn sống lúc bụng đói ngày 2 lần. Bạn có thể tăng gấp đôi liều lượng nếu bệnh nặng. Kết hợp biện pháp này với biện pháp bôi nhựa sung vào bưu trĩ. Dùng lá sung nấu lấy nước và ngâm bưu trĩ vào khi nước còn ấm. Sau đó rửa sạch lại và lau khô. Biện pháp này giúp tiêu thủng, giảm đau, thích hợp cho bệnh nhân trĩ bị sưng đau và ra máu. Trên đây tôi chỉ chia sẻ cho các bạn những cách trị bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. Chúng ta có thể thấy rằng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa và chữa trị được nếu bạn biết cách và không chần chừ để tình trạng bệnh nặng thêm. Quý độc giả nếu có ý kiến đóng góp thêm về các phương pháp chữa bệnh trĩ tại nhà, xin để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô bán sầu riêng 12 năm, chỉ cách phân biệt sầu riêng hóa chất cực chuẩn. Ai không biết thì tiếc cả đời. Chuyện là thế này các mẹ ạ. À, em là em thích ăn sầu riêng lắm. Chỉ nghĩ tới vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng là em đã chịu không nổi rồi. Hồi trước, lúc còn ở nhà, cứ đến mùa sầu riêng là em lại được về vườn nhà ông ăn thỏa thích. Phải nói là sầu riêng miền Tây quê em ngon hết ý ạ. Thế nhưng mấy năm nay, do em lên Sài Gòn học rồi đi làm, cứ mỗi lần tới mùa sầu riêng là thèm chảy nước miếng luôn mà chẳng dám mua ăn. Tại em thấy mấy bài báo đăng tin sầu riêng bị ngâm thuốc nên em sợ quá ạ. Lần trước em cũng liều mạng mua về một trái rồi ăn và kết quả là bị tào tháo rượt cả đêm. Giờ cứ mỗi lần đi ngang mấy hàng sầu riêng là em cầm lòng không được, nhưng mà nhớ lại cái vụ lần trước nên chừa. Cho đến mấy hôm trước đang đi làm về thì em chợt nghe mùi sầu riêng thoang thoảng đâu đó. Thì ra đường em đi làm về hàng ngày là đi ngang một khu chợ trái cây nên bị dính mùi sầu riêng là phải rồi. Dừng xe lại quan sát xung quanh thì em mới thấy hàng sầu riêng của một cô bán gần đó. Thèm quá chịu không nổi, em đánh liều đến mua đài. Vừa bước xuống xe đến lựa là cô bán hàng đã cười niềm nở với em rồi. Ấy vậy mà em cứ lựa hoài nhưng không dám mua, cứ sợ sợ sao đó à. Hết xem cuốn lại xem vỏ sầu riêng xem thế nào. Thấy em lựa lâu quá nên cô bán hàng cũng xin nghi hay sao ấy. Chắc cô cũng hiểu được em đang lo lắng chuyện gì nên tư cười bảo với em. Còn sợ sầu riêng cô bán không đảm bảo chất lượng đúng không?
Nếu vậy thì cứ để cô chỉ cho cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc với sầu riêng chín tại vườn nhé. Cô chỉ con để con biết, chứ đó giờ cô bán sầu riêng ở đây cũng được 12 năm rồi, cô không có làm mấy chuyện thất đức vậy đâu. Nghe cô nói, em ngượng ngùng vô cùng các mẹ ạ. À. Chỉ biết nhìn cô cười trừ luôn. Xong rồi cô chỉ em cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm hóa chất như thế này nè các mẹ. Cô nói, với sầu riêng chín tự nhiên, ấn nhẹ vào cuốn sẽ cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi, gai mới, xanh cứng, còn sầu riêng ngâm hóa chất thì ngược lại. Cụ thể cô bảo dấu hiệu để nhận biết sầu riêng bất thường là như thế này ạ. À. Về gai và cuốn, nếu là sầu riêng được ép chín bằng thuốc, thông thường người ta sẽ hái quả xanh trên cây rồi mang về giấm thuốc. Do để lâu hơn nên quả hay bị héo, thối hạt rụng gai, bị bầm dập và màu sạm đi. Trong khi đó, với sầu riêng chín tự nhiên, khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cuốn sẽ có cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi. Các gai trong cũng tươi mới, xanh cứng. Trên bề mặt vỏ, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì là sầu riêng ngâm hóa chất. Sầu riêng chín tự nhiên có phần mềm thịt hơn. Về muối sầu riêng, với sầu riêng chín tự nhiên sẽ dễ dàng tách rời được các muối. Các muối màu vàng óng, béo ngậy và thịt sầu riêng rất dễ mềm. Ngược lại, sầu riêng chín ép bằng hóa chất rất khó để tách muối. Muối màu vàng nhợt, ăn rất nhạt. Đồng thời thì sầu riêng cũng bị sượng hơn. Về mùi vị, sầu riêng bị ngâm hóa chất khi chín không có mùi thơm nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cay tự nhiên thì có mùi thơm nước mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Ngoài ra, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như sờ vào thuốc nhuộm thì không nên mua. Đó thường là những quả còn non hoặc bị sượng. Bên cạnh đó, để chọn sầu riêng ngon thì nên chọn quả có gai nở to đều, cứng chắc và ít nhọn. Khi bóp hai gai gần nhau lại với nhau, quả non thì gai sẽ mềm, quả già thì gai cứng. Chị dẫn tận tình cho em cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc, rồi cô còn tốt bụng chỉ cho em sầu riêng ngon nữa. Tại cô bảo nhìn em còn trẻ quá, chắc là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mấy vụ này đâu. Cô bảo để chọn sầu riêng ngon phải chú ý những điều sau đây. Hình dáng, trái sầu riêng nào có hình dạng không đẹp mã thì thường ít hỏng và chất lượng cũng ngon hơn trái sầu riêng to tròn, nhìn bắt mắt. Điều này nhiều người không có kinh nghiệm thường mắc phải, bởi thường thấy quả to và bắt mắt là lấy ngay. Cuốn, càng để lâu thì cuốn càng teo lại. Do đó, khi mua, bạn nên chọn những trái cuốn đừng quá héo vì trái đó chắc chắn là lâu rồi. Thông thường với loại trái cây để lâu ngày, người bán sẽ cắt bớt phần đầu đen của nó khiến người mua tưởng là mới hái. Gai, nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp hai đầu gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non, gai sẽ mềm. Nói xong một tràng cho em nghe, mặc cho em đang còn ngơ ngác tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, thì cô đã nhanh tay cầm trái sầu riêng trước mặt em lên, dùng một thanh dài gõ vào vỏ. Xong cô bảo, đấy còn có nghe thấy tiếng bịt bịt hay bột bột không? Em lắng tai nghe cô làm lại lần nữa, thì đúng là nghe tiếng bịt bịt thiệt. Rồi cô bỏ trái sầu riêng xuống và bảo, nghe thấy tiếng vậy thì chứng tỏ là sầu riêng ngon đó. Còn chừng nào con nghe chắc cứng như cong cong hay bong bong, thì con nên đổi trái khác, vì trái đó không ngon đâu. Nghe cô nói xong, em lấy một trái gõ gõ thử rồi quan sát xem mấy dấu hiệu cô vừa chỉ ở trên, cuối cùng quyết định mua một trái to luôn. Bữa đó mang về nhà, mở ra lấy ruột làm sinh tố uống ngon hết ý luôn ạ. Thiệt, không nhờ cô bán hàng tốt bụng, chắc em nhịn thèm sầu riêng để chết luôn. Đấy, một số kinh nghiệm mà cô bán sầu riêng lâu năm nói cho em biết. Em thấy hay quá, giờ chia sẻ để các mẹ biết cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm thuốc ạ. Chúc các mẹ lựa chọn sầu riêng thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình.
khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.